Xin chào tất cả các thầy cô cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài học Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, trích tác phẩm Đến hiện đại từ truyền thống của tác giả Trần Đình Hựu. Mục tiêu cần đạt của bài học này như sau. Một nhỏ, chúng ta cần phải nắm được các luận điểm chủ yếu của bài viết và quan điểm của tác giả về những ưu nhược điểm của văn hóa truyền thống Việt Nam. Thứ hai, về mặt kỹ năng, chúng ta cần nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản khoa học và văn bản chính luận. Ba nhỏ, từ đấy chúng ta sẽ có thái độ yêu quý, trân trọng, tự hào về nền văn hóa dân tộc. Bài học của chúng ta có cấu trúc 3 phần. Phần thứ nhất, tìm hiểu chung. Phần thứ hai, tìm hiểu chi tiết văn bản. Và phần thứ ba, tổng kết. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần tìm hiểu chung. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Ông tên là Trần Đình Hựu, sinh năm 1926, mất năm 1995. Quê ông ở Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Ông sinh trưởng trong một gia đình nhà nho và khi lớn lên ông trở thành một chuyên gia nghiên cứu về triết học, lịch sử tư tưởng, văn hóa Việt Nam Trung và Cận Đại. Ông đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, ví dụ Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời, Nho giáo và văn học Việt Nam Trung Cận Đại, Đến hiện đại từ truyền thống, các bài giảng về tư tưởng phương Đông. Ông đã được phong là phó giáo sư và tiến sĩ, được tặng giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2000. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về văn bản. Văn bản có xuất xứ là phần số 2 của bài tiểu luận về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc in trong cuốn Đến hiện đại từ truyền thống. Công trình đã được tặng giải thưởng nhà nước. Thể loại của tác phẩm này là nghị luận xã hội. Bố cục chung của tác phẩm gồm có của văn bản gồm có: thứ nhất, đặt vấn đề từ đầu đến gần gũi với nó. Phần thứ hai là triển khai vấn đề từ phần tiếp theo cho đến bình ổn. Và phần số 3 là kết thúc vấn đề. Chúng ta có thể sơ đồ hóa nội dung của đoạn trích với sơ đồ ở trên màn hình. Nó gồm có phần thứ nhất, giới thiệu một số nhận xét. Đây là phần giới thiệu, nêu một số nhận xét về vài ba mặt của vốn văn hóa dân tộc. Phần số 2, nhận định khái quát về nền văn hóa Việt Nam. Và phần số 3, trình bày đặc điểm của vốn văn hóa Việt Nam. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng phần. Hai la mã, tìm hiểu chi tiết văn bản. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần đặt vấn đề. Trong phần đặt vấn đề này, ngay từ đầu, tác giả đã định hướng nội dung cần tìm hiểu. Chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét về vài ba mặt của cái vốn văn hóa dân tộc. Không phải cái hình thành vào thời kỳ định hình, mà là cái ổn định dần. Với phần tác giả định hướng thì rõ ràng tác giả đã cho chúng ta thấy là bài viết đang tìm hiểu về vốn văn hóa dân tộc mà tìm hiểu trong quá trình ổn định dần. Vậy thì vốn văn hóa là gì? Văn hóa là gì? Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần do con người sáng tạo trong quá trình lịch sử. Còn vốn văn hóa dân tộc chính là những giá trị văn hóa của riêng dân tộc đó, bao gồm cái tự có và cái tích lũy được. Từ đây thì tác giả Trần Đình Hựu cũng đưa ra lời giải thích về khái niệm vốn văn hóa dân tộc. Ông cho rằng văn hóa dân tộc không phải là cái hình thành mang tính chất ổn định, mà là cái ổn định dần trong quá trình phát triển. Nó không phải cái đặc sắc văn hóa của dân tộc, nhưng chắc chắn là có liên quan gần gũi. Như vậy thì tác giả đã phát hiện ra bản chất của văn hóa là động chứ không tĩnh. Và trong quá trình chúng ta có sự tiếp biến văn hóa, giao lưu với các nước thì chúng ta sẽ làm thay đổi về văn hóa dân tộc. Như vậy rõ ràng trong phần đặt vấn đề, tác giả đã nói rất ngắn gọn. Nhưng cách nói này thì rất là chặt chẽ, logic, nó trực tiếp đi vào vấn đề làm chúng ta tiếp thu được ngay những gì mà tác giả trình bày. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ hai, triển khai vấn đề. Trong phần này thì tác giả đã đưa ra nhìn nhận chung về vốn văn hóa dân tộc và sau đó thì tác giả đã đi vào tìm hiểu
đặc điểm văn hóa dân tộc của dân tộc Việt Nam trong truyền thống. Phần thứ nhất là tác giả nhìn chung về văn hóa dân tộc, cái nhìn khái quát toàn bộ nền văn hóa. Tác giả đã đưa ngay ra nhận định, giữa các dân tộc chúng ta không thể tự hào, chúng ta có một nền văn hóa đồ sộ, có những công hiến lớn lao cho nhân loại hay có những đặc sắc nổi bật. Nhận định này đã ngay đầu tiên thể hiện sự khiêm tốn của tác giả, nhưng nó cũng thể hiện một nét đặc trưng riêng của dân tộc ta là văn hóa của chúng ta không phải là ưa những thứ đồ sộ to lớn. Và để làm rõ điều đấy thì tác giả đã điểm qua một số dẫn chứng trong sự đối sánh với các dân tộc khác. Đấy, chúng ta có thể nhìn sự đối sánh qua bảng như sau. Ở đây tôi đã lập một bảng, trong đó thì thống kê các lĩnh vực để so sánh và so sánh giữa dân tộc ta với cả các dân tộc khác. Đầu tiên về lĩnh vực tôn giáo triết học thì chúng ta thấy là các dân tộc khác rất phát triển, ví dụ như Ấn Độ, Hy Lạp, nhưng dân tộc ta thì hầu như không phát triển cái này, không có một tôn giáo nội sinh từ trong lòng, hầu như ít. Về thần thoại thì các dân tộc khác rất phong phú, ví dụ Hy Lạp, nhưng dân tộc ta cũng ít phát triển. Khoa học kỹ thuật phát triển cao ở Trung Quốc, thế nhưng ở nước ta thì không phát triển thành truyền thống. Kiến trúc điêu khắc ở Ai Cập đạt đỉnh cao, nhưng ở nước ta thì không hề có đỉnh cao nào cả. Về thơ ca thì ở Trung Quốc phát triển sớm, đạt nhiều thành tựu nổi bật, nhưng ở nước ta thì không có thành tựu nổi bật nào. Và tác giả đã chỉ ra nguyên nhân. Thứ nhất đó là do khuynh hướng sở thích của người Việt. Chúng ta không thích những cái gì to tát quá, chúng ta sẽ thích những gì bình dị thôi. Và thứ hai là do hạn chế về trình độ sản xuất và đời sống xã hội. Ở Việt Nam chúng ta thời kỳ bé ở đó thì còn khó khăn hơn rất nhiều so với các đất nước khác đã phát triển lâu đời. Đồng thời ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua về cách trình bày của phần triển khai vấn đề. Tác giả đã đưa ra cái nhìn nhận định này bằng cách trình bày thế nào? Chúng ta sẽ thấy ở đây đầu tiên là tác giả đã đưa ra nhận định. Chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của chúng ta đồ sộ. Đó là nhận định. Và sau đó tác giả đã chứng minh luôn. Chứng minh bằng việc nêu ra kho tàng thần thoại, tôn giáo triết học, khoa học cũng như thơ ca của chúng ta thì đều không phát triển bằng các nước khác. Và từ đấy thì tác giả chỉ ra nguyên nhân, với hai nguyên nhân như vừa đã nói. Như vậy thì chúng ta thấy là cách trình bày này theo lối diễn dịch, nó đánh giá khái quát văn học dân tộc trong sự tương quan với các dân tộc trên thế giới về các mặt, đặc biệt là những mặt cống hiến cho nhân loại. Và thứ hai, cách trình bày ở đây rất là chặt chẽ, logic, đưa ra nhận định kèm theo với cả dẫn chứng. Lý lẽ, dẫn chứng rất là xác đáng, lời lẽ thì khéo léo tế nhị. Tức là tuy nói về cái mặt có vẻ chưa nổi bật của dân tộc, nhưng chúng ta lại thấy được cái nét riêng của dân tộc ta, chứ không hề thấy tự ti. Từ đấy thì tác giả đã bộc lộ thái độ gì? Đấy. Tại sao tác giả khẳng định ta không thể tự hào là nền văn hóa đồ sộ? Phải chăng tác giả mất đi niềm tự hào dân tộc? Có phải như vậy không? Thực ra không phải, mà ở đây tác giả thể hiện một thái độ là rất tôn trọng hiện thực, trân trọng những gì thực có. Và thực ra trong đây chúng ta có cái nhìn cầu thị với các bạn nước ngoài để giúp ta dễ dàng tìm được tiếng nói chung cho bạn bè thế giới. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được phần thứ nhất là nhận định chung về vốn văn hóa dân tộc. Từ đấy thì chúng ta sẽ sang tìm hiểu phần tiếp theo, đặc điểm văn hóa Việt Nam trong truyền thống. Ở đây tác giả sẽ bàn sâu hơn về một số giá trị văn hóa xoay quanh đời sống vật chất tinh thần của người Việt Nam. Đầu tiên là đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, tôn giáo. Thứ hai là đời sống thường ngày. Trong đời sống tâm linh thì chúng ta có một đặc trưng là tiếp nhận dung hòa các tôn giáo như Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có sự coi trọng các tôn giáo khác. Thế nhưng mà trong sự tiếp nhận các tôn giáo này thì chúng ta coi trọng hiện thế hơn là thế giới bên kia. Và tuy là coi trọng cái hiện thế nhưng chúng ta lại không bám lấy hiện thế, không quá sợ hãi cái chết. Đấy, như vậy là chúng ta đã tiếp nhận đấy, nhưng mà chúng ta lại có sự dung hòa. Và điều này cho thấy là người Việt của chúng ta không cuồng tín, ít tinh thần tôn giáo, thế nhưng mà vẫn có sự tiếp nhận nó. Như vậy tinh thần tôn giáo của Việt Nam phải được đánh giá trong những câu từ như sau. Thứ nhất, linh hoạt. Thứ hai, hướng về cái thiết thực, gần gũi, gắn bó với đời sống thực tế. Tiếp theo, tác giả tìm hiểu về giá trị văn hóa xoay quanh
những mặt ở trong đời sống thường ngày. Cụ thể, ở đây tác giả tìm hiểu trên các khía cạnh. Thứ nhất, ý thức và tâm lý của người Việt Nam. Thứ hai, thị hiếu thẩm mỹ. Thứ ba, giao tiếp ứng xử. Và cuối cùng là sinh hoạt. Về ý thức tâm lý, thì người Việt Nam có một cái đặc điểm riêng nổi bật, đó là không chuộng của cải mấy, mà họ chuộng sự yên ổn, thanh nhàn, đông con nhiều cháu. Họ cũng chuộng sự hiền lành, tình nghĩa, chứ không chuộng trí, không thượng võ, không chuộng thần bụt, chuộng thần bụt chứ không hề chuộng tiên, không ca tụng trí tuệ mà ở đây lại ca tụng sự khôn khéo. Và với cái mới thì người Việt của chúng ta có một tâm lý chung là không phải đón nhận ngay đâu, thế nhưng mà không cự tuyệt đến cùng, tức là ở trong một cái trạng thái rất mềm dẻo. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về thị hiếu thẩm mỹ. Thị hiếu thẩm mỹ của người Việt là chuộng cái xinh, cái khéo, quy mô phải vừa thôi, không chuộng cái tráng lệ và huy hoàng. Về màu sắc thì chuộng thanh nhã, dịu dàng và rất ghét sặc sỡ. Tiếp theo, thì trong thị hiếu thẩm mỹ chúng ta coi trọng thế, sự kín đáo, hòa đồng hơn là lực, hơn là sự phô trương, rạch ròi, trắng đen. Về mặt giao tiếp ứng xử, chúng ta chuộng tình, hợp lý, hướng tới sự hài hòa nhiều hơn. Và cuối cùng là trong sinh hoạt, thì quần áo, trang sức, món ăn của chúng ta không chuộng sự cầu kỳ. Đấy, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy trang phục của một số nước rất là cầu kỳ, thế nhưng dân tộc Việt Nam thì vô cùng đơn giản. Và từ tất cả các yếu tố như thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống thường ngày chúng ta thường hướng tới cái dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và có quy mô vừa phải. Đồng thời, từ phần 2 là việc bàn về các giá trị văn hóa xoay quanh đời sống vật chất tinh thần của người Việt thì chúng ta thấy là chúng ta đại khái là có một cuộc sống mà linh hoạt, hướng về cái thiết thực, hướng về vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng. Và nguyên nhân là gì đấy? Nguyên nhân là chúng ta ý thức được sự lâu đời vì sự nhỏ yếu của đất nước, nên chúng ta thích gì đó dịu dàng, nhỏ nhắn, quy mô vừa phải thôi. Và thực tế thì đất nước còn rất nhiều khó khăn bất chắc, nên chúng ta không thể có những cái điều kiện vật chất để có thể xây dựng những cái gì quá hoành tráng được. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được phần thứ hai. Và ở đây thì chúng ta nhận thấy là tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là sự thiết thực, linh hoạt, dung hòa. Tinh thần này thể hiện một ưu điểm là chúng ta gắn bó với đời sống cộng đồng, có khả năng tiếp biến các giá trị văn hóa bên ngoài và tạo nên sự hài hòa, bình ổn trong đời sống văn hóa. Tuy nhiên, nhược điểm là chúng ta thiếu sự sáng tạo lớn, không đạt đến những giá trị phi phàm và không có những đặc sắc nổi bật. Tác giả cũng đánh giá rất khách quan về điều này. Từ đây chúng ta cũng nhận xét xem về trình tự lập luận, trình bày và các luận điểm và cách lập luận ở đây có điểm gì đặc biệt. Chúng ta sẽ thấy là trình tự trình bày các luận điểm của tác giả rất có mang nét khoa học. Đầu tiên thì chúng ta thấy ở đây tác giả đã trình bày dựa trên rất nhiều khía cạnh. Văn hóa Việt Nam được soi chiếu ở nhiều khía cạnh như tinh thần, tôn giáo, ý thức cá nhân, quan điểm về của cải, những mong ước, quan điểm về trí dũng, rồi quan điểm đối với trí tuệ, về sự tráng lệ huy hoàng, về sự huyền ảo, kỳ ảo, với màu sắc, với quần áo, trang sức, món ăn, vân vân. Và ở phần nào thì tác giả cũng phát hiện được là tất cả những điều này thì dân tộc Việt Nam chúng ta đều không coi trọng lắm, nó không thể hiện cái nét gì đặc trưng riêng. Rồi. Nhưng ở chúng ta thì lại có nét đặc thù ở trên các phương diện, như là quan niệm thẩm mỹ thì hướng đến cái đẹp dịu dàng, giao tiếp ứng xử để hợp tình hợp lý, và phương châm sống thì khôn khéo, biết thủ thế giữ mình. Và nguyên nhân dẫn đến nó thì như vừa rồi chúng ta đã trình bày rồi. Trình tự lập luận như vậy là cho chúng ta thấy được là tác giả đã rất am hiểu về vốn văn hóa dân tộc và trình bày vô cùng khoa học. Chúng ta có thể sơ đồ hóa lại nội dung của luận điểm 2 theo cái sơ đồ như ở trên màn hình. Đấy. Ở đây tác giả đã nói về lối sống, quan điểm sống của dân tộc ta.
trên cả cái phương diện là tính không rõ nét ở các khía cạnh đời sống ra sao và nét đặc thù ở trên phương diện đời sống thế nào, để từ đó chỉ ra tinh thần chung của văn hóa dân tộc là thiết thực, linh hoạt và dung hòa. Như vậy chúng ta khẳng định lại, cách trình bày luận điểm số 2 của tác giả lại theo cách quy nạp. Ở đấy thì luận cứ toàn diện đặt trong phép liệt kê trong mối tương quan so sánh và câu ý văn trùng điệp. Từ đấy chúng ta cũng thấy được thái độ đánh giá của Trần Đình Hiệu. Ông đã đánh giá một cách chân thành, khách quan, rất khoa học và biện chứng. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu luận điểm thứ hai. Luận điểm thứ hai chính là luận điểm thiện tập trung nhất tư tưởng chủ đề của đoạn trích. Và nó có ý nghĩa làm tiền đề cho luận điểm cho phần thứ ba là sự xác định điểm đứng có trong mối tương quan với văn hóa của dân tộc ta, dân tộc trên thế giới. Và từ đấy thì xác định được bản sắc dân tộc. Phải làm thế nào để đưa đất nước ta thành một đất nước có bản sắc dân tộc. Đấy là một nhu cầu tất yếu và bức thiết. Chúng ta sang đến phần thứ 3, kết thúc vấn đề. Chúng ta thấy ở trong phần thứ 3 này, tác giả đã kết thúc vấn đề bằng những câu khẳng định. Người Việt Nam sống có văn hóa, có nền văn hóa riêng. Những giá trị văn hóa đó lắng đọng, đã ổn định. Và con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc sẽ là một con đường mà đem đến cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Đầu tiên, nó là con đường ở vốn tự có. Và như tác giả đã trình bày, đó là sự thiết thực, linh hoạt, dung hòa. Thế nhưng bên cạnh đấy thì vì sự dung hòa này nên trong quá trình chúng ta đã chiếm lĩnh, đồng hóa, sàng lọc một số văn hóa của nước ngoài, ví dụ như văn hóa Trung Quốc hay là văn hóa của Pháp, Mỹ, vân vân. Từ đấy thì tạo nên một nền văn hóa của dân tộc Việt Nam vừa là có vốn tự có, vừa là có sự đồng hóa văn hóa bên ngoài, rất là linh hoạt, đa dạng. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã thấy là con đường hình thành văn hóa của chúng ta được hình thành bởi yếu tố gì nhỉ? Đó là yếu tố nội lực và khả năng chiếm lĩnh đồng hóa các yếu tố bên ngoài. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ bài nhìn về vốn văn hóa dân tộc. Đây là một bài viết khoa học mang tính chất nói về xã hội và nó gần gũi với tất cả mọi con người chúng ta. Tuy là bài viết khoa học nhưng ai cũng cảm thấy bản thân mình, tính cách dân tộc mình, tính cách của chính gia đình mình ở trong bài viết này. Chúng ta sẽ đến phần cuối cùng là tổng kết nào. Về mặt nội dung, chúng ta thấy là bài viết này đã chỉ ra nét đặc thù của văn hóa Việt Nam và từ đó định hướng nhận thức hành động chuẩn bị cho chúng ta bước vào quá trình hội nhập. Về mặt nghệ thuật, chúng ta thấy bố cục của bài này rất sáng rõ, lập luận thì chặt chẽ, khách quan, khoa học, dẫn dắt lý lẽ rất khéo léo và dẫn chứng rất là xác đáng. Nó tạo lên sức thuyết phục của bài viết. Vậy từ đấy chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi. Trong bối cảnh thời đại ngày nay, việc tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc có những ý nghĩa thiết thực nào? Phần cuối cùng, cô mời tất cả các em cùng xem hình ảnh về nét đặc trưng văn hóa, nét đặc trưng kiến trúc của một số các dân tộc khác. Ví dụ như là trên màn hình là một kiến trúc rất độc đáo của Thái Lan. Tiếp theo, đây là kiến trúc rất độc đáo của một số những nước ở châu Á. Đây là ở bên Campuchia này. Đây là ở Indonesia, ở Myanmar, ở Campuchia, ở Ấn Độ. Đây là kiến trúc ở Thượng Hải. Còn đây là Vạn Lý Trường Thành như chúng ta đã biết rồi, ở Trung Quốc. Tiếp theo là phần kiến trúc còn lưu lại của Hy Lạp. Còn đây là kim tự tháp của Ấn Độ. Như thế là chúng ta thấy là các dân tộc khác đều có những kiến trúc rất đồ sộ đúng không? Nhưng dân tộc ta khi giới thiệu về bản sắc văn hóa thì chúng ta không thể lấy cái đấy ra làm đối chọi được. Mà chúng ta sẽ lấy nét văn hóa nào đây? Ví dụ như ở đây chúng ta có thể lấy nét văn hóa của ngày Tết các dân tộc Việt Nam. Với những nét riêng ở trong lễ du xuân, pháo hoa. Hoặc là chúng ta có thể lấy các biểu tượng như là áo dài Việt Nam, biểu tượng của văn miếu của Tử Giám,
chúng ta có thể lấy các món ăn của dân tộc để làm biểu tượng. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy có bánh cuốn này, có phở này, có bánh chưng, bánh dày này.